Các bạn mình là Giang nè. Còn mình là Ngọc Cầm đây. Và hôm nay mình sẽ chữ từ 2 giờ tới 4 giờ. Và mình sẽ được đi vệ sinh và chơi hành gián. Vệ sinh hả? Hành gián thì mình sẽ không có chơi nha hả? Đi vệ sinh thì nãy mình đã nói rồi. Trước khi vào video rồi thì các bạn hãy nhắn cho mình một like, một share và một subscribe, một đăng ký. Kính nha. Giờ thì vào video thôi.